Hán sở tranh hùng hồi thứ 43 Vào bạch đằng trúng kế Hán đế hầu nguy Theo xích trùng tu tiên Trường lường giả thác Hán đế bàn tính với triều thần xong truyền lệnh khởi binh tấn phát Quân gồm 30 vạn Tướng mạnh 50 viên Gồm có tào tham, phản khoái Ngận hấp, lư quán là những tay dũng tướng Hán đế giao cho tiêu hà Coi việc triều chính Rồi phái người đến bạch đằng Thái Nguyên Xem xét địch tình bấy giờ hàn vương là cơ tín đóng tại thành tấn dương chúa hung nô là mặc đặc ở đất đại cốc đều hay tiên hán đế ra binh cho người đi thám thính liền đem những binh mã khỏe mạnh giấu cả sau núi chỉ để lại trong dinh toàn những binh lao mã liệt đi đứng liền xiềng người do thám của hán đế thấy vậy mỉm cười trở về báo lại giữa lúc đó hán đế đã đóng binh nơi triệu thành hán đế muốn kéo đại binh đến đánh gấp trần bình can Người hung nô quỷ quyệt lại thêm cơ tín liên kết, e rằng chúng dùng mưu gạt tà đó. Cần phải dò xem đích thực mới tiến binh. Hán đế hỏi, sức mạnh của mặc đặc cơ tín so với hạng vũ ai hơn? Trần Bình Tâu, mặc đặc cũng là tay vũ dũng, chớ nên khinh thường. Hán đế lòng nghi ngại, vội sai lâu kính đi thám thính lần nữa. Lâu kính đi vài ngày, trở về Tâu. Xưa này hai nước đối địch, thường đem cái hay cái mạnh ra khoe nay mặc bạc dinh trại bừa bãi quân mã gầy còm chắc là hắn giấu những quân tinh nhuệ đi để gạt ta vậy xin bệ hạ cứ thong thả để dò xét kỹ càng đã hán đế hét lớn nói tả sai nhà ngươi đi thám thính nhà ngươi đã không dò được địch tình còn trở về kiếm lời láo tuyết làm nhụt chí ba quân nói xong xài tả hữu bắt lâu kính giam nơi triệu thành rồi truyền quân nhổ chạy tấn phát quân đi một ngày đến bành thành hán đế sai phản khoái thử đi dò thám phản khoái đến nơi thấy quân mặc đặc yếu ớt đóng đồn trên núi tiểu tùng phía bắc đi bộ vài vạn đi độ phía bắc độ vài vạn người phản khoái trở về tâu lại với hán đế Hán đế cười khúc khích nói <laughs> Lâu kính tư thông với hùng nô Sợ đại binh của chậm kéo đến Nên tìm cách cản trở chậm Để có thì giờ cho địch quân rút lui Nay tình hình đã rõ Còn chờ gì mà không diệt địch Nói xong xuôi ba quân tiến thẳng vào thành Quân trong thành rất ít Họ kháng cự qua loa Rồi mở cửa đầu hàng Hán đế đem binh vào thành kiểm điểm ba quân mở tiệc ăn mừng. Giữa lúc đó bên ngoài có tiếng súng nổ vang trời. Tiếp theo đó, tiếng quân gieo dậy đất, hung nô ổ ạt kéo đến, vây phủ bốn mặt, đèn đuốc nối liền nhau tỏa ánh sáng hơn năm dặm. Hán đế thất kinh nói, ta đã làm kế của giặc rồi, chỉ vì ta không chịu nghe lời lâu kính. Bên đòi Trần Bình vào vấn kế, Trần Bình tâu, Quân hùng nổ tính hiếu chiến lại liều lĩnh, quân ta không nên dùng sức kháng địch, phải dùng kế lừa họ mới mong thoát khỏi vòng vây. Hán đế hỏi, kế ấy như thế nào? Trần Bình nói, hạ thần có nghe mặc đặc thường hay chiều chuộng người vợ là át chi, mọi việc đều do nàng át chi chủ trương, vợ chồng một bước không rời nhau, nay sai người họa một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp, đem dừng cho át chi và nói, Vua Hán bị vây khổn nên đè mỹ nhân này cống hiến cho mặc đặc nhờ phu nhân chuyển đạt. Nàng ác chi tất ghen chồng, sợ chồng say mê sắc đẹp nên khuyên mặc đặc giúp quân. Hán đế khen là diệu kế, chuyên Trần Bình lựa thợ khéo vẽ bức tranh rồi sai người lén ra ngoài thành dùng vàng bạc đút lót cho kẻ thân tín của nàng Áp Chi để dâng cho nàng Áp Chi bức tranh ấy. Áp Chi xem xong bức tranh rõ được sự tình, lòng ghen tức lầm bẩm Nếu để đại vương vây thành hán, hán đế công mỹ nhân, đại vương sẽ say mê người ấy, thì địa vị của ta sau này ra sao? Chỉ bằng khuyên đại vương rút bích để cho hán đế khỏi phải tiến dâng mỹ nữ. Đêm hôm ấy, nàng Át Chi nói với mặc đặc hán đế bị vây đến nay đã bảy ngày mà không hề nao núng như vậy là lòng trời phỏ hộ hán đế và lại hán đế là chân mệnh chứ các nước trừ hầu khắp nơi đều tùng phục nếu ta cứ vậy mãi lỡ già bình mã các nơi đến cứu ứng thì ta cự lại sao mặc đặc nói Ừ, nàng nói cũng phải, quân ta cần chỗ tốc chiến tốc thắng, nếu vây lâu ngày thì bất lợi sáng hôm sau, mặc đặc truyền lệnh giải binh. Cờ tín nghe lệnh ấy ngạc nhiên, vào ý kiến mặc đặc nói. À, đại vương đã vây hán à, đến nơi đây, cớ sao lại giải binh? Mặc đặc nói, quân ta vây nơi nơi lâu ngày, chứ hầu kéo đến ứng cứu thì cự sao lại, chỉ bằng tính trước đi để, để bảo tồn thực lực. Cơ tín nói, đại vương lầm kế của hán đế rồi tôi có nghe hán đế họa hình mỹ nhân sang dâng cho đại vương yêu cầu đại vương rút quân việc này chỉ là kế để lừa gạt ta chứ hán đế làm gì có mỹ nhân mặc đặc nghe nói ngạc nhiên à, dọ hỏi hồi lâu mới rõ tự sự liền nói nếu hán đế đã chịu dừng mỹ nhân như vậy thì tả bắt phải trình diện xem thứ đêm hôm ấy mặc đặc đứng dưới thành kêu quần hán nói à, nếu mà hán đế chịu dâng mỹ nhân thì phải dẫn lên thanh để ta xem mặt. Quân vào báo, hán đế liền gọi Trần Bình vào hỏi. Mặc đặc đòi xem mặt mỹ nhân thì này phải liệu làm sao? Trần Bình nói. Tôi đã tính trước rồi, nên có sai thợ làm mấy cái hình tượng bằng gỗ. Bây giờ đem trang điểm cho ăn mặc sang trọng, đặt lên thành. Dưới ánh đèn mập mờ thế nào chú hung nô cũng phải lầm. Hán đế nhậm lời, Trần Bình sai trang điểm cho các tượng gỗ dựng ở trên cửa thành, rồi gọi mặc đặc đến xem. Dưới ánh đèn lồng, áo xiêm lòe loẹt, sòn phấn rực rỡ, mặc đặc trông thấy hơn vài mươi mỹ nữ, mặt mày xinh xắn, lòng say xưa, không kể đến lời can gián của cơ tín và lòng phẫn nộ của nàng Achi, nhất định lui binh để cho quân Hán thoát nạn. Hán đế thấy quân hùng nổ rút lui, liền truyền quân kéo ra khỏi thành, nhắm hướng Nam tẩu thoát. Mặc Đặc thấy quân Hán đã già hết, liền đem quân vào thành bắt Mỹ nữ. Nhưng khi vào đến nơi, thì thấy các Mỹ nữ ấy toàn là tượng gỗ. Vũ tồi ngơ ngác nhìn nhau, lắm cầm tức trọng cổ. Giữa lúc đó, Hán đế đã lùi bình về đến Triệu Thành, cùng văn võ bá quan mở tiệc ăn mừng nghĩ đến lâu kính là người bị hàm oan hán đế chuyển quân mở ngục thả lâu kính ra và phủ dụ rằng À, chấm không nghe lời khanh, suýt bị giặc hùng nổ bắt giết, nay chấm đã thấy lỗi và rõ khanh là kẻ có công, vậy chấm phong cho khanh làm kiến tín hầu. Ngày hôm sau, hán đế kéo quân về mau, đi qua huyện Khúc Ốc, thấy nơi đó thành trì đẹp đẽ đường xá thẳng tắp dân chúng đông đảo lòng thích thú nói với tả hữu ơi huyện khúc ốc này đẹp thay tả đi chù dù trong thiên hạ rất nhiều nhưng mà không đâu đẹp bằng lạc dương và khúc ốc nói xong gọi trần bình đến phán à, trẫm được khanh nhiều lần bày kế giúp nhiều việc lớn vậy trẫm phong cho khanh đất khúc ốc này trần bình nói Um, đó không phải là tài năng của hạ thần, mà chính là nhờ hồng phúc của bệ hạ. Hán đế nói, lòng chậm đã định, khảnh chớ khiềm nhượng. Trần Bình dập đầu tạ ơn. Mấy ngày sau, đại binh về đến Tràng An, thấy Tiêu Hà xây dựng cung vị ương rất tráng lệ. Hán đế nổi giận nói, thiên hạ loạn lạc mấy mươi năm, mới bình định xong. Lúc này là lúc cần thiết nên thiết dụng để cho thiên hạ đỡ tốn kém, lo việc làm ăn, cỡ sao lại phùng phí Tiêu Hà nói Thiên tử lấy bốn bể làm nhà Nếu cung thất không tráng lệ Sao đủ tỏ uy quyền với thiên hạ Hán đế nói Cung thất đã làm xong Dẫu có nói cũng không ích gì nữa Xong chẳng không muốn một mình hưởng sự giàu sang đó Liền sai tả hữu mời Thái Thượng Hoàng đến Rồi cùng các quan đặt tiệc chung vui Tiệc tan Quân thần đưa Thái thượng hoàng về cung an nghỉ. Hán đế chợt nhớ đến Hàn Tín, lâu nay bị bệnh không vào chầu, liền sai tả hữu mời Hàn Tín đến phủ dụ. À, khanh đã lâu không vào chầu, trong lúc bá vương, bá quan chung vui an lạc mà vắng khanh, à, chậm mỏng nhớ lắm, nên vời vào đây để thăm viếng. Hàn Tín nói: à, Ngày xưa khi cầm quân, khi thần cầm quân đánh sở, có khi đến 10 ngày không được ăn vì mất sức lâu ngày nên là thành bệnh nay nhàn rỗi bệnh cũ trở lại hạ thần nhiều lúc cũng nhớ long nhan song không làm sao cho đặng hán đế nói khanh có bệnh nên tìm thầy thuốc để điều trị cho khói chớ nên chậm trễ hàn tín tâu à, hạ thần vì vô sự nên sinh bệnh Chứ nếu được làm công việc gì Thì bệnh tật tất khỏi hẳn Hán đế nói Khanh là một kẻ có tài, nhưng quan hệ trong lúc biến loạn, Khanh nên bảo trọng lấy tấm thân hữu dụng của mình. Đoạn hán đế lại cùng hàn tín bàn luận về các tướng, người nào có thể chống giặc được, người nào không cầm được quân. Hàn tín nhất nhất tâu bày, hán đế rất hợp ý, và nhân vúc lưu miệng hỏi, như chậm thì có kẻ có thể cầm được bao nhiêu quân? Hàn tín nói, bệ hạ bất quá cũng chỉ cầm được 10 vạn quân mà thôi hán đế hỏi à, chậm so với tướng quân thì thế nào hàn tín nói như hạ thần thì quân càng nhiều càng tốt hán đế cười lớn nói càng nhiều càng tốt cớ sao còn bị chậm bắt hàn tín nói bệ hạ không giỏi cầm quân nhưng giỏi cầm tướng vì thế mà thần bị bệ hạ bắt và lại bệ hạ có trời giúp không phải sức người mà làm nên được như thế. Hàn đế, hán đế nghe lời giải bày của hàn tín, tuy ngoài mặt vui cười, sòng lòng thêm nghi kỵ, bèn cho về dinh dưỡng bệnh, chứ không tính đến việc ra phòng nữa. Hàn tín buồn bã bái tạ hán trở về dinh, hán đế trở về dinh, mối buồn quanh quẩn mãi khôn nguôi. Trong lúc đó chẳng những hàn tín mang mối sầu riêng, mà trương lương cũng buồn bã chẳng kém. Từ khi Hàn Vương là cơ tín đem họp binh với hung nô mưu phản, trường lường cáo bệnh, ngồi nơi tư dinh suốt ngày tịch cốc. Thế ai đến chơi thì trường lường lại nói, hay đời người chẳng khác nào bóng câu qua cửa sổ, trăm năm chỉ là một cái chớp mắt, thì công danh phú quý mà chi. Tôi muốn vào núi tầm tiên học đạo, tìm kế trường sinh, thoát vào danh lợi nhưng vì hoàng thượng quá trọng hậu tôi nên tôi chưa nỡ rời hán vương thấy trương lương không vào chầu lòng nghi hoặc nhưng khi nghe trương lương nói câu ấy thì lấy làm lạ một hôm cho vời trương lương vào dò ý ừ, chậm từ khi được tiên sinh thì chẳng khác nào như chim hồng thêm cánh nhờ tiên sinh mà chậm dựng nên nghiệp cả ý chậm muốn lựa một nước lớn phong cho để đền ơn tiên sinh trương lương nói Thần từ khi theo bệ hạ và đất quan trung, được nhờ hồng phúc của bệ hạ làm nên đôi việc. Tuy nhiên là thần là kẻ áo vải, chân không mà được bệ hạ cho làm lưu hầu. Thế cũng đã cào sàng lắm rồi, đâu còn dám mong ước gì hơn. Xong khi đã được đội ơn giày của bệ hạ thì thần muốn xa lánh nhân gian. Theo ông xích tủng tử tu luyện, nghiên cứu cái phép tịch làm kế trường sinh để sống một cuộc đời an nhàn cho thỏa thích. Hán đế thấy Trương Lương có ý thành thực vật thần thiết, bèn chuẩn y cho về dưỡng bệnh, lại truyền mỗi tháng phải vào trầu một lần. Trương Lương từ đó đóng cửa, không bước chân ra khỏi nhà, ngồi tu tâm dưỡng tính. Mỗi tháng chỉ theo các quan vào trầu một lần, khi tan trầu chẳng hề bận nghĩ đến điều gì khác cả. Một hôm con của Trương Lương là Trương Tích Cường nói với cha: Phụ thần suốt đời tận tụy về nước Công lao rất là lớn Đến lúc nước thịnh dân an Thì lẽ ra phải vui hưởng phú quý Sao lại cam chịu khắc khổ Trường đường nói Mày có biết đâu được thói đời leo cao té nặng Càng vinh hoa phú quý Càng mang lấy họa vào thân hễ ngồi cao thì bị đời ghen ghét Vua sinh lòng ngỏ Cái phú quý ấy chẳng khác nào như phù vân Sao bằng đem vinh hoa đổi lấy gió mây đận hưởng cảnh thanh nhan ở không vướng bụi tục lụy tích cưỡng bái phục thừa. Bây giờ con mới rõ cách tịch cốc của phụ thân tức là phương châm giữ mình vậy. Sau đó trường đường thường ngao du sơn thủy để hưởng nhàn. Một hôm đến phía đông cốc thành, chợt thấy một mảnh đá vàng, trương lương chợt nghĩ à, năm xưa ta gặp ông già ở dĩ thượng. Ông ấy có nói sau này có gặp một viên đá vàng ở cốc thành, tức là ông ta vậy. Thế thì lời nói ấy quả là ứng nghiệm. Nghĩ rồi liền phục lại mấy lại để đền ơn, sau đó lại lập đền thờ phục. Nhắc lại chuyện vua hùng nô mặc đặc, giận vì hán dùng Mỹ nhân kế để đánh lừa, lòng cam tức, đem đại binh phá rối nơi biên cương, cướp của giết người làm xôn xao thiên hạ các phủ huyện dâng sớ về chiều xin viện binh hán đế lấy làm lo lắng lâu kính thấy vậy bước ra tâu thiên hạ lâm cảnh chiến tranh lâu ngày ai cũng chán ngán nay lại đụng binh thì e trái lòng dân và lại mặc đặc là kẻ phi nhân cướp ngôi cha lấy vợ cha người như thế không thể dùng đạo đức chinh phục được chỉ bằng nay bệ hạ đem trưởng công chúa gả cho mặc đặc mặc đặc yêu công chúa tất lập làm tránh cung sau này có con nối nghiệp sẽ là cháu ngoại của bệ hạ điều đó rất có lợi hán đế nói ta đường đường là một thiên triều đất cát gồm thâu bốn bể binh hùng cường mạnh quốc thể không hèn lại không có cách gì chống với hung nô hay sao mà phải đem công chúa gả cho cái phường hối tanh vô đạo lâu kính nói Bệ hạ dùng nhân đức thu phục Sơn Hà Đã bao lâu sinh linh khổ sở về binh cách Nay bệ hạ cầu hòa với hung nô Không phải vì hèn yếu Mà chính vì muốn cho dân chúng được ăn lạc ấm no Còn việc gả công chúa cho mặc đặc chỉ cần chọn một mỹ nữ trong dân dã, giả làm công chúa mà thôi. Hán đế theo lời, lựa một mỹ nữ giả làm công chúa đưa đến thành Thái Nguyên để cùng mặc đặc giảng hòa. Mặc đặc hay được việc ấy lòng mừng khóc khởi, thân hành ra khỏi thành đón giúp sứ giả, nhận lãnh công chúa và dập đầu về phía nam lại tạ, hứa chẳng bao giờ quấy rối biên cương nữa. Sứ giả làm xong việc ấy về phục triều chỉ, hán đế mừng rỡ, bàn thưởng lâu kính rất hậu, lâu kính lại tâu. À, đất tần trung từ sau khi bị tàn phá, dân thưa ruộng hoang, phía bắc lại gần rợ hồ, phía đông giáp sáu nước chư hầu, tề yên sở hiệu hàn ngụy nay phải tập trung dân dã cùng các nhà hào kiệt ở nơi đó lo việc khai khẩn ruộng nương tích lũy đồn binh lúc bình thì lo việc sản xuất lúc biến chuyển thì ra thế phòng ngự như thế mới mong cơ nghiệp lâu dài hán đế khen phải liền ra lệnh di dân sáu nước cùng các hào kiệt khắp nơi đến đó hơn 10 vạn bấy giờ trong nước vô sự triều đình nhàn rỗi một hôm hán đế thấy nàng thích cơ sinh được đứa con trai lại như ý tuổi đã lớn khôn từ chất lại thông minh hơn thái tử doanh hán đế có ý muốn bỏ thái tử doanh lập như ý làm thái tử nên đem việc ấy bàn với quần thần quan thượng đại phu là chu sương nghe nói thất kinh bước ra can không nên không nên bệ hạ làm như thế tức là tự gây cho mình mối loạn đó Hết hồi thứ 43